nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm trắng da, trị mụn và nám từ tự nhiên bằng nghệ và mật ong và chanh. Thì đầu tiên chúng ta cần có một cái chén và một cái muỗng. Tiếp theo là bột nghệ, đây là tinh bột nghệ nguyên chất của các bạn. Một trái chanh và mật ong nguyên chất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một thìa mật ong vào và chén. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một thìa bột nghệ. Thì cái này tùy thuộc vào khuôn mặt của từng người hoặc là những cái vùng da mình cần đắp. Chẳng hạn như vùng da có những vấn đề về da, chẳng hạn như là mụn, nám, tàn nhang, thì chúng ta sẽ hòa cái lượng bột nghệ nhiều hơn và mật ong nhiều hơn để chúng ta bôi lên mặt cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh đều mật ong sau khi mình khuấy đều, mình sẽ cho một miếng chanh vào. Và tiếp tục trộn đều hỗn hợp. Sau khi khuấy đều dung dịch thì mình sẽ dùng dung dịch để đắp trực tiếp lên những vùng vấn đề về da, thì nó sẽ có tác dụng làm mờ đi những vết nám, trị mụn và bổ sung dưỡng chất cho da rất là tốt. Đặc biệt những thành phần này là những thành phần tự nhiên nên sẽ không gây kích ứng cho da. Lưu ý là mình chỉ đắp trong vòng 5-10 phút và sau đó mình sẽ rửa mặt bằng nước ấm. Sau đó mình và bây giờ mình sẽ đắp cho các bạn xem. Phần này thì mình mới từ bị mọc mụn cho các bạn, thì mình sẽ bôi lên đây.
thì đối với cái dung dịch này nó sẽ làm dịu đi những cái nốt mụn trên mặt của mình và nó làm đẹp rất là nhanh chóng, đặc biệt là những vùng da bị nám hoặc là tàn nhang thì nó cũng sẽ mờ đi theo những lời khuyên của các bạn. Và lưu ý là khi mà mình đã dùng dung dịch này rồi thì mình phải dưỡng da, có nghĩa là khi mình đi ra ngoài nắng thì mình phải che chắn cẩn thận vì ánh nắng cũng rất là khó với làn da của mình, đặc biệt là khi mình